Tại sao không xây bệnh viện, trường học lại chỉ xây chùa? Một bài viết cực hay, cực chuẩn. Đất nước mình quá lãng phí, tại sao người ta không xây bệnh viện, xây trường học lại chỉ xây chùa? Bởi vì xây hai thứ kia đều cần phải có đạo đức, có tâm đức, có trách nhiệm, có sự hy sinh bản thân mình vì mọi người. Xây trường học để dạy người thì phải có trách nhiệm với người, với tương lai của dân tộc. Nhưng người dạy còn không muốn nắn nổi mình thì dạy được ai? Bán cho người ta được một cuốn sách, lãi được vài đồng bạc, còn bị nói tới nói lui, chẳng bỏ thì bao giờ mới có của ăn của để. Xây bệnh viện thì phải có trách nhiệm với mạng người, phải có lòng thương xót với kẻ đau, người khổ. Những cái trách nhiệm nặng nề đó không phải thầy thuốc nào cũng dám gánh. Muốn giàu thì phải bán thuốc giả, muốn tận tâm với bệnh nhân thì phải vắt kiệt sức mình. Nên người thầy bây giờ hầu hết đều chọn cách thương lấy mình trước tiên, vì đồng tiền, vì danh vọng cho gia đình mình trước. Còn xây chùa thì người ta chẳng cần phải có tâm đức hay trách nhiệm với bất cứ thứ gì cả, chỉ cần có tiền và kiếm ra tiền là được. Buôn thần bán thánh chẳng ai chửi, người ta còn phải cúm núm lạy vái, dâng tiền cho mình nữa là. Nhân danh sự phồn vinh của dân tộc, phải có kỳ quan to lớn để hãnh diện với cường quốc Nam Châu, phải có di sản để con cháu đời sau đưa vào sử sách. Tiền nhân ngày xưa xây chùa để khai ngộ cho dân, để hướng dân đi theo đường thiện. Ấy thế mà, một số kẻ phàm phu mang tiền nhân ra so sánh với đại gia trong thời mạt pháp này. Tiền nhân vì mô đạo mà xây chùa, đại gia vì tiền mà xây chùa, báng bổ cho kẻ nào nói đều giống nhau. Một đất nước sớm người ta đi Phật, tối về lại chửi mẹ chém cha ngay được. Một đất nước người ta cho kẻ nghèo 10 xu thì tiếc, nhưng cho chùa 10 xu thì mừng, bởi chùa mới có lộc cho kẻ nghèo sợ bị lừa. Một đất nước người dân còn chết đói vì thiếu miếng cơm, y khoa đại nạn, giáo dục thối nát, nhưng chùa chiền lại được rãi hoành tráng từ Nam ra Bắc. Đất nước vạn chùa có chắc là đất nước hòa bình, người dân lương thiện, nhà nhà ấm no hay không? Đất nước này Phật giàu lắm, tiền trồng chất tiền, kẻ phụng sự Phật, nhà cao cửa rộng, thỉnh kinh tứ xứ bằng cả siêu xe. Người ta tôn sùng sự nguy nga và cho rằng điều đó là tốt đẹp, là hưng thịnh. Đúng, nhưng chỉ là hưng thịnh cho một nhóm người thôi, không phải là sự mát mẻ cho một đại dân tộc. Vậy xây chùa để làm gì? Tất nhiên để làm giàu cho kẻ giàu, và để kẻ nghèo càng trở nên khốn đốn, mê muội. Giá như ai cũng hiểu được Phật ở trong tâm, người sống có đạo đức thì tốt biết mấy. Triệu Văn Chức, Bảo hiểm minh bạch.